Nó có sao đâu, để sư về rồi hả bưng qua. Để yên đi, để yên, ngồi nghe pháp đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư trụ trì Tịnh Xá Ngọc Khánh, kính thưa quý cô tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Hôm nay cũng có nhân duyên ni sư Liên Viên và chị của ni sư là sư cô Tự Duyên, cô Hành Tuệ, nhân cái ngày lễ quý nhật của thân mẫu của quý vị là sư bà Liên Trung nên đã thỉnh đại tăng về đây để cúng dường trai tăng. Và quý vị có nhã ý muốn nghe pháp thì sư đến ở đây để sư dự chứng cái cuộc lễ trai tăng và thuyết pháp cho quý vị nghe. Làm phước để hồi hướng thì hồi hướng cho người đã quá vãng, nhưng mà khi thuyết pháp là thuyết pháp cho người sống, bởi vì người sống cần nghe pháp hơn. Tức là cái người đã quá vãng thì chỉ cần cái phước báo, còn cái người sống thì chúng ta cần ăn vật thực hay là pháp bảo để chúng ta có thể tu hành. Và khi mà chúng ta tu hành thành tựu được những công đức phước thiện thì chúng ta mới có thể hồi hướng phước cho người thân được. Cho nên ở đây trong cái thời pháp này thì sư trình bày cho quý vị nghe về cái pháp mà Đức Phật đã dạy để chúng ta tu tập. Ở đây thưa quý vị,
Thật ra thì khá tu dễ lắm, không có khó. Nhưng mà vì phàm phu của chúng ta, chúng ta bị trở ngại do cái sở kiến và sở chấp. Về sở kiến á, thì chúng ta vì không hiểu được kinh điển, lời dạy của Đức Phật, cho nên cái tri kiến của chúng ta có phần lệch lạc. Những pháp gì là vô thường, chúng ta lại thấy đó là thường, như là pháp hữu vi chẳng hạn. Còn cái gì là khổ, chúng ta lại cho nó là lạc, như là thế gian là khổ mà chúng ta thấy là lạc. Các pháp là vô ngã mà chúng ta lại thấy nó là hữu ngã. Thế gian là bất tịnh mà chúng ta thấy nó là tịnh. Khi mà cái sở kiến của chúng ta, chúng ta thấy mọi vật, mọi pháp đều là thường, lạc, ngã, tịnh. Cái đó mới đi đến cái chỗ là chúng ta tu hành khó theo Đức Phật lắm. Vì Đức Phật ngài dạy Sape Sankhara Anicca, các pháp hữu vi là vô thường. Sape Sankhara Dukkha, các pháp hữu vi là khổ. Sape Dhamma Anatta, các pháp là vô ngã. Sapaloka Asupha, đời là bất tịnh, không đẹp. Đức Phật dạy như vậy, nhưng mà cái sở kiến của chúng ta thì chúng ta cái chấp thường là cái tịnh, cho nên chúng ta đi sai Đức Phật đi. Còn cái sở chấp, kẻ phàm phu của chúng ta không thấy pháp mà chúng ta lại có cái sự chấp là tôi tu theo cái hệ phái này, tu theo cái hệ phái kia, theo cái dòng thiền này, theo cái dòng thiền nọ. Chúng ta cứ chấp như vậy. Đã thế, chúng ta lại còn cho rằng cái gì mà ta đi, ta theo thì cái đó là đúng. Còn những người khác đi, những người khác hành cái đó thì chúng ta cho là sai. Chúng ta rơi vào cái tình trạng gọi là thử thực chấp thân phược, tức là chỉ có đây là đúng, ở chỗ khác là sai. Cho nên chính vì chỗ đó, khi mà để chúng ta đi vào chánh đạo, chúng ta lại không có thể nào biết được. Ở đây một điều mà trước khi sư nói vì nghe cái pháp này thì sư muốn trình bày cái gọi là tà đạo và chánh đạo đó. Đức Phật ngài không có dạy chúng ta là cái sở chấp, tức là chúng ta không có chấp theo cái hệ phái, theo cái lý thuyết, theo cái giáo thuyết, theo cái tông môn của mình. Mà ở đây Đức Phật ngài chỉ dạy như thế này: này các tỳ kheo, bất luận là người xuất gia hay là người tại gia cư sĩ, ai thực hành theo bát chánh đạo, là tu tập theo chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thì người ấy Như Lai gọi là người đi theo chánh đạo. Còn người nào mà thực hành theo tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, thì ta gọi đó là người đi theo tà đạo. Như vậy Tương Ưng Bộ Sanjuttanikaya
là Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta có một cái nhìn rất thoáng. Bất luận là ai, là người như thế nào, người Ấn hay là người Miến, hay là người Thái, người Tích Lan, người Tàu hay là người Việt Nam, chúng ta theo Nam Tông, Khất, Bắc Tông hay Khất Sĩ đi chăng nữa, thì khi mà chúng ta nói đến vấn đề chánh đạo và tà đạo là chúng ta phải nói rằng người đó có thực hành theo bát chánh đạo hay không, cái đó mới quyết định là người đó theo chánh đạo. Người đó nếu mà có tu, có thực hành theo tà đạo, theo bát tà đạo, thì người đó, dầu cho người đó là người họ tự xưng là họ tu tập theo chân truyền, y bát chân truyền đi nữa, thì cũng là tà đạo như thường. Đây là vấn đề mà sư mở ngõ để cho quý vị cảm thấy là chúng ta có cái hướng đi cho nó đúng. Bây giờ có một việc mà tất cả chúng ta đều cần phải tu tập mỗi mỗi ngày như là nhật hành vậy đó. Bởi vì dù cho chúng ta là người như thế nào đi nữa, chúng ta cũng bị già, không thoát khỏi sự già. Phải bị bệnh không thoát khỏi sự bệnh, phải bị chết không thoát khỏi sự chết. Đi đến với cuộc đời này, chúng ta phải chịu cái cảnh sanh ly tử biệt với người thân người thương. Cái điều đó không tránh khỏi được. Và tự chúng ta, chính chúng ta là người quyết định cái vận mệnh của mình được hạnh phúc hay là đau khổ trong đời này, đời sau. Đó là do cái nghiệp riêng. Bởi vậy cho nên Đức Phật Ngài dạy, này các tỳ kheo, có 5 điều mà bậc xuất gia và hàng tại gia cư sĩ phải thường xuyên quán tưởng. Áp phiên hằng bách trời quyết khảnh ác. Có nghĩa là mỗi ngày chúng ta, mỗi tu tập quán tưởng, đi cũng quán tưởng như vậy, đứng cũng quán tưởng như vậy, nằm ngồi chúng ta đều quán tưởng như vậy. 5 điều đó là gì? Ở đây một điều thứ nhất mà mình cần phải thường xuyên quán tưởng, chara tham mom hi charan anetito, ta phải bị già không thoát khỏi sự già. Này các tỳ kheo, nếu như khi quán tưởng như vậy, muốn cho tâm nó khăng khít hơn, cần phải suy nghĩ rằng không phải một mình ta già không thoát khỏi sự già, mà tất cả chúng sanh đến đi trong cuộc đời này đều phải bị già không thoát khỏi sự già. Cái đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, bậc xuất gia hay người tại gia cư sĩ hàng ngày phải cần quán tưởng rằng ta phải bị bệnh không thoát khỏi sự bệnh. Và cần phải suy nghĩ thêm, không phải mình ta bị bệnh không thoát khỏi sự bệnh, mà tất cả chúng sanh có đến có đi trong cuộc đời này đều phải bị bệnh không thoát khỏi sự bệnh. Cần phải suy xét như thế. Cái điều thứ ba đó, maranathammam hi maranang anetito, bậc xuất gia hay người tại gia cư sĩ hàng ngày cần phải thường xuyên quán xét rằng maranathammam hi maranang anetito, ta phải có sự chết không thoát khỏi sự chết. Không phải một mình ta bị chết, mà tất cả chúng sanh có đến có đi trong cuộc đời này đều phải bị chết không thoát khỏi sự chết. Cái đó là điều đương nhiên. Điều thứ tư, Đức Phật Ngài dạy,
cần phải quán tưởng. Sape hi me bi di hi mana pe hi na na pha wu wi na pha wu. Sống trong cuộc đời này, ta phải sanh ly tử biệt với người thân người thương. Bậc xuất gia hay người tại gia cư sĩ phải thường xuyên quán sát như thế. Mà không phải mình phải sanh ly tử biệt với người thân người thương, mà tất cả chúng sanh có đến có đi trong cuộc đời đều phải chịu cái cảnh sanh ly tử biệt. Và cái điều thứ năm là bậc xuất gia hay là người tại gia cư sĩ phải thường xuyên quán xét rằng kamas kamhi kamada yado kamayoni kamapanthu kamapanthu kamapati sarano yang kamangkarisami kalayanang wapa kangwata sadayo do phawisami. Ta có nghiệp là sở hữu, nghiệp là tài sản, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là chỗ y cứ. Ta tạo cái việc lành hay việc ác, ta sẽ thừa hưởng cái quả dị thục của nghiệp thiện ác đó. Mà không phải mình ta mới có cái nghiệp là sở hữu, nghiệp là tài sản, mà tất cả chúng sanh đều có nghiệp riêng, cần phải quan sát như vậy. Cũng trong bài kinh này, Đức Phật đã dạy rằng, này các tỳ kheo, khi một người quán xét sự già, ta phải có sự già. Người đó không có kiêu mạn, diệt trừ cái sự kiêu mạn tuổi trẻ. Vì có những chúng sinh không ý thức được mình sẽ bị già, không thoát khỏi sự già. Cho nên khi mà tuổi trẻ nó hăng máu lắm, nông nổi bồng bột lắm, tức là nó kiêu mạn với cái tuổi trẻ mà làm các ác nghiệp vì thân vì khẩu vĩ. Cho nên quán xét cái sự già để diệt trừ cái sự kiêu mạn của tuổi trẻ. Chúng sanh ở trong đời này có những người họ kiêu mạn với sức khỏe, và do cái sự kiêu mạn đó mà họ làm các cái điều ác, do thân do khẩu do ý. Khi một người quán tưởng ta phải bị bệnh, không thoát khỏi sự bệnh, thì người này sẽ diệt trừ cái sự kiêu mạn sức khỏe, không có bị. Dù cho mình đang khỏe nhưng mà mình thấy người khác bệnh, mình cũng nghĩ rằng rồi đây ta cũng sẽ bị bệnh, không thoát khỏi sự bệnh. Chứ không phải là mình là thân kim cang bất hoại mà không có bị bệnh đâu. Cho nên chúng ta nhân cái sức khỏe của mình còn thì chúng ta cố gắng tu tập. Và chúng sanh ở trong đời này khi mà họ còn sống đó, thì họ mãi mê chạy theo danh lợi, theo tài sản vật chất. Họ lo họ tích lũy tiền bạc, hoặc là họ tranh đấu hơn thua với nhau. Họ không ý thức được rằng họ sẽ phải bị chết, không thoát khỏi sự chết. Cho nên Đức Phật này dạy rằng, người mà quán xét về cái sự chết, người đó sẽ không kiêu mạn với sự sống. Ở đây thưa quý vị, còn cái điều mà nói rằng phải quán xét, ta phải sanh ly tử biệt với người thân người thương, là bởi vì chúng sanh ở trong đời này có đôi khi họ cậy quyền ỷ thế, có bà con quyến thuộc đông, cho nên họ dựa vào bà con quyến thuộc để làm cái vây cánh, hoặc là họ thương yêu, họ quyến luyến, họ bám chấp và thân bằng quý thuộc. Một ngày kia khi mà người thân người thương của họ bệnh chung,
họ khổ đau hoàng hoại. Là một người đệ tử của Đức Phật là chúng ta tu tập, chúng ta quan sát, rồi đây ta sẽ phải sanh ly tử biệt với người thân người thương. Do đó cho nên mình không có bị quyến luyến, không có bị bám chấp theo thân bằng quyến thuộc hay người thân người thương, thậm chí là những cái đồ vật mà chúng ta mến tay mến chân, chúng ta dùng xài, chúng ta cũng phải xét cái chùa này, cái tịnh xá này ngày kia ta cũng sẽ bỏ đi, chứ chúng ta không thể sống đời với cái ngôi chùa, ngôi tịnh xá này được, cho nên không có bám chấp. Vì chúng ta biết rồi, mình phải sanh ly tử biệt, mình phải lìa xa nó. Cái chữ nana pha vô, quý na pha vô có nghĩa là phải có cái trạng thái đổi khác, biến diệt. Chúng ta nhớ luôn luôn vậy. Và một điều nữa là chúng sanh ở trong đời này vì không có nhận thức được cái niềm vui nỗi khổ ở trong cuộc sống, cái sự hạnh phúc và cái sự đau khổ trong đời sống đều là do quả nghiệp của mình đã tự tạo trong quá khứ. Chúng sanh họ thường tưởng rằng là nếu họ hạnh phúc thì họ cho rằng là họ sẽ hạnh phúc miên trường, họ sẽ giàu có suốt đời, họ sẽ được êm ấm hạnh phúc suốt đời. Nhưng mà không phải, thưa quý vị. Nếu mà chúng sanh tạo những cái nghiệp chẳng lành đó thì họ phải bị cái quả gì thục khổ đau, rồi đến chừng đó đó người thiệu trí họ mới nhận lấy cái hậu quả cay đắng. Pháp Vô Kinh Đức Phật này dạy người ngu tưởng là ngọt, khi ác nghiệp chưa chín mùi. Khi ác nghiệp chín mùi rồi thì người ngu mới chịu khổ đau, lúc đó thì chúng ta hối hận cũng đã muộn rồi. Cho nên cái sự tu tập của chúng ta là phải quán tưởng năm điều này. Chúng ta đừng nghĩ rằng là chúng ta sống trẻ mãi không già. Thưa quý vị, cái thân tứ đại này nó được hiệp thành bởi tứ đại là đất nước lửa gió, và được nuôi dưỡng bởi vật thực. Và do đó cho nên thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác của thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta, chúng ta sẽ già đi. Khi còn trẻ chúng ta không có chịu tu tập, không có chịu tạo cái phước, không có chịu làm các cái điều thiện. Đến khi mà chúng ta bị già nua, yếu ớt, tay chân run rẩy, lúc bây giờ chúng ta mới nghĩ đến cái việc tu tập thì nó muộn quá. Tại sao vậy? Vì khi mà chúng ta tu tập đó là tâm trí của mình phải tỉnh táo, phải chánh niệm mạnh. Mà bây giờ tuổi già thì cái tâm trí nó lờ mờ lắm, cái tinh thần nó lờ mờ lắm, nghĩa là giữ chánh niệm không được, bởi vì nó bị chi phối bởi cái sự đau, cái sự nhức. Cho nên khi mà chúng ta quán xét như vậy, chúng ta còn trẻ chúng ta cố gắng chúng ta tu tập, đừng có để đến chúng ta già thì nó muộn. Còn khi mà chúng ta đang sống khỏe như thế này đó, chúng ta đừng nghĩ rằng là chúng ta sẽ không bao giờ bị bệnh, không không. Thời buổi bây giờ, thưa quý vị, vật thực của loài người của chúng ta nó rất độc, bởi vì họ biến chế qua cái công nghệ thực phẩm á, thì các cái thực phẩm của chúng ta nó không còn thiên nhiên nữa. Mà cho dù chúng ta ăn đồ lê quát, cây trái hay là rau củ ở trên mặt đất này, người ta dùng phân phướng, người ta lai giống, chuyển gen của nó,
đổi gen của nó để mà cho cây trái nó to, bán được giá. Hoặc là cây trái trước kia, xưa kia đó thì một năm nó theo mùa, còn bây giờ người ta bắt đầu người ta có một cái kỹ thuật là người ta cái cây trái đó là bốn mùa, chẳng hạn như dưa hấu bây giờ chúng ta là số bốn mùa, sầu riêng cũng bốn mùa, vân vân. Nhưng mà cái gì mà nó đi trái mùa đó thì cái đó là nó độc chứ nó không phải là bổ dưỡng. Thế thì chúng ta ăn những cái thứ đó vào, và cái không khí mà chúng ta hít thở hàng ngày như thế này, bây giờ thưa quý vị, không khí này không còn trong lành nữa đâu. Thế là chúng ta bị bệnh dễ lắm. Bây giờ thấy chúng ta lào lạo vậy đó. Nhưng mà khi chúng ta bị mệt lên cái đem đến bệnh viện, một là đột quỵ, hai là người ta phát hiện một khối u ác tính, hay là chúng ta bị ung thư máu rồi chẳng hạn, thì cái chuyện đó rất thường xảy ra. Cho nên chúng ta phải suy xét thường xuyên, ta phải bị bệnh không thoát khỏi sự bệnh, để chúng ta đừng có kiêu mạn với cái sức khỏe của mình. Đức Phật dạy rằng là khi còn trẻ thì nên tinh tấn nỗ lực tu tập, đừng đợi đến già. Khi còn khỏe, chưa có bệnh thì nên tinh tấn nỗ lực, đến khi bệnh rồi chúng ta tu tập không kịp. Và nói đến sự chết thì ở đây thưa quý vị, trong năm điều bất định mà Đức Phật này dạy đó, gọi là Anicca, là chúng ta không có biết trước được. Cái sự bệnh tật là điều bất định, chúng ta không có biết được là chúng ta bữa nay khỏe như thế này, ngày mai có bệnh hay không, chúng ta chưa biết. Còn về nói đến, chúng ta nói đến cái sự chết. Cái sự chết ở đây đó, chúng ta cũng bất định, không có biết trước được đâu. Đem lên sư cô vợ, sư thuyết pháp. Không đem lên. Cái này của sư Tuệ Đức muốn để. Ở đây nói đến cái sự chết, thưa quý vị, chúng ta có ba điều bất định mà chúng ta không biết. Một là cái thời gian chúng ta chết, chúng ta không có biết trước được là chúng ta chết năm nào, tháng nào, chết bao nhiêu tuổi, chết vào cái mùa xuân hay mùa hạ, mùa thu, mùa đông, chúng ta không biết. Cái thứ hai nữa là cái nơi chết chúng ta không biết trước được. Vì Đức Phật là dạy rằng có người chết, có người sanh ở trong nhà nhưng mà chết ngoài đường, có người sanh ở trên bờ nhưng mà chết ở dưới nước. Còn bây giờ tệ hơn nữa là chúng ta sanh ở dưới đất mà chúng ta chết ở trên hư không, đi máy bay để nổ máy bay trên đó chúng ta chết. Cho nên cái sự chết là bất định. Rồi cách chết cũng là bất định, chúng ta không có biết được là chúng ta chết rồi tự nhiên chúng ta ngủ rồi chúng ta đi luôn, hay là do chúng ta bị tai nạn mà chết, hay là bị người ta sát hại mà chết, chúng ta không biết trước được. Cho nên ở đây là chúng ta phải quán xét về cái sự chết. Còn cái vấn đề thứ tư là sanh ly tử biệt. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng cái tâm lý. Sống ở trong cuộc đời này chúng ta có cha, có mẹ, có anh chị em, người cư sĩ thì có vợ chồng, con cái, thậm chí là cháu, nội cháu ngoại. Nhưng mà mình quá luyến thương, luyến ái thì chúng ta sẽ khổ. Bởi vì Đức Phật đã dạy như thế này: Bijeto cha giới tí sô cô, Bijeto cha giới tí phà dân, Bijeto quý bồ tát sát nát thí sô cô cô tô phà dân.
từ cái sự luyến ái sanh ra sầu khổ, từ cái sự luyến ái sanh ra lo sợ. Đối với người dứt được cái sự ái luyến thì người đó mới không có cái sự sầu khổ, không có sự lo sợ. Thì bây giờ chúng ta tu tập, chúng ta phải nhớ có ông Bà La Môn nọ, ông có một đứa con, nó chết. Một đứa con một duy nhất nó chết. Ông ta sầu khổ, ngày nào cũng ra ngoài cái chỗ cái bãi tha ma, chỗ mà quả thiêu xác chết, ông ta khóc. Thì Đức Phật Ngài đi đến, Ngài gặp, Ngài hỏi gì chứ. Ông có biết rằng ông đau khổ là do đâu không? Nói bạch Ngài cũng không biết. Nó do cái sự luyến ái. Hễ mình yêu thương con cháu nhiều chừng nào thì khi mà sanh ly tử biệt mình khổ nhiều chừng đó. Hễ mình thương nhiều thì mình sẽ khổ nhiều, sầu muộn nhiều. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải thường xuyên quán tưởng rằng sape hi be bi di hi mana be hi na na pho vu vi na pha vu. Để khi mà chúng ta gặp cái cảnh ngộ mà sanh ly tử biệt, chúng ta không có sầu muộn, có đau khổ. Xưa kia có thời Đức Phật, có cái cô, có người phụ nữ đó tên là Kisa Gotami. Cô ta có đứa con duy nhất, đó là con trai. Cô ta rất là thương. Một thời gian sau, đứa con trai tự nhiên nó bị bạo bệnh mà nó chết. Cô ta sầu khổ như điên loạn. Cô ta không tin là con của mình đã chết. Cô ta mới ẵm sát đứa con trên vai, đi hết làng này đến làng nọ để đi tìm thầy mà chữa bệnh, chữa cho con của cô sống lại. Người ta thấy vậy, người ta thương tâm, người ta nói hoài là con đã chết rồi, giờ làm sao cứu sống. Mà nói vậy bà càng khóc thêm nữa. Cho nên cuối cùng có cái người kia là một Phật tử, họ biết, họ chỉ là có Đức Phật Gotama, Ngài có thể chữa được. Cô hãy đi tìm đến Đức Phật mà để xin Ngài làm thuốc cứu cho. Nàng Kisa Gotami mới ẩm sát đứa con đi đến Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy cứu lấy đứa con trai của con, nó là nguồn sống của con. Đức Phật Ngài phải quyển chuyển bằng cách là Ngài nói: bây giờ đó, ngươi hãy đi xin cho Như Lai một tấm hạt cải. Ở trong gia đình nào mà bên nội bên ngoại họ hàng không có người chết thì hạ cải đó đem về mới là cải tử hoàn sanh được. Thế cô ta nghe vậy lóe lên hy vọng, cô ta đi. Thì thứ vị ở cái vùng quê mà đi nhà nào mà xin hạ cải để làm thuốc cứu con thì người ta sẵn sàng, người ta cho, sẵn sàng người ta cho. Nhưng mà đến khi hỏi ra thì ở trong nhà đó không ông bà chết, cũng cha mẹ chết, không cha mẹ chết thì cũng là cô dì chú bác trong vùng họ chết. Rồi ở trong gia đình có khi con cháu nó chết. Cô ta đi xin nhà nào người ta cũng có hạt cải người ta cho. Nhưng mà đi tìm cái gia đình mà không có người chết là không có. Cô ta mới tỉnh ngộ. Cô ta nói à, vậy ra không phải mình ta mới sanh ly tử biệt với người thân người thương, không phải mình ta mới bị cái tình trạng mà con nó chết, mà tất cả mọi người, mọi gia đình đều có con chết cả.
Cái cô ta mới nhìn lại xác đứa con đã sinh rồi, đã hôi rồi. Cái cô ta ẩm bỏ nó ở trong tha ma mộ địa. Ngày xưa bên Ấn Độ thưa quý vị, chết không có chôn. Một là lâm táng, người ta đem bỏ vô rừng cho thú nó ăn. Hai là người ta chất củi lên cái, người ta để xác lên trên cái, người ta đốt, đốt cho cháy hết, gọi là hỏa táng. Còn không thì thủy táng, là người ta để trên chiếc bè, người ta xả thả xuống sông Hằng, sông Ganga cho nó trôi rồi tự nó rã hết đâu. Cái cô ta xong rồi, cô ta về đảnh lễ Đức Phật bạch Đức Thế Tôn: con hiểu Đức Thế Tôn đã dạy như thế nào rồi, con phải, con biết rằng cái sự chết này nó chi phối hết tất cả chúng sanh, tất cả mọi nhà, tất cả mọi nơi, chứ không phải riêng về con mới bị sanh ly tử biệt. Cho nên con hiểu rồi. Đức Thế Tôn thuyết lên một bài kệ để cho cô ta chứng quả dự lưu. Khi cô ta chứng quả dự lưu xong, cô ta mới sinh xuất gia Tỳ Kheo Ni, gọi là Tỳ Kheo Ni Kisagotami. Quý vị nhớ Kisagotami chứ không phải là Mahapachapatigotami Pasapale Kiều Đàm Di, không có. Cái di mẫu của Đức Phật cũng cái chữ Gotami là cái họ, như Đức Phật ngài họ Gotama, mà nữ tính thì gọi là Gotami. Nhưng mà cái tên ở đầu nó khác nhau ở chỗ Kisa Gotami với Paha Mahapachapati Gotami Mahapasapade, nó khác nhau. Cho nên đừng có nhầm lẫn cái đó. Thì khi mà xuất gia làm Tỳ Kheo Ni rồi, thì một hôm Tỳ Kheo Ni tới ngày lễ Bồ Tát, nhìn cái ngọn nến nó cháy lập lè vậy. Tỳ Kheo Ni đó mới quán tưởng, mới quán xét cái thân này cũng giả tạm, mỏng manh như vậy, không biết tắt lúc nào. Lúc đó Đức Phật ngài xuất hiện, ngài mới thuyết lên bài kệ, ngài nói rằng: dù cho quá sát tăng chi vi a pa sang o bây giờ bây giờ e ca hàng chi vi tăng sayo basuto o bây giờ bây giờ, dù sống cả trăm năm nhưng không thấy pháp sanh diệt, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Nghe bài kệ xong chứng quả là hắn. Xin nhắc lại tích này để cho quý vị thấy cái việc mà chúng ta sanh ly tử biệt với người thân người thương, cái đó là cái chuyện thường tình, nó xảy ra trong cái cuộc sống này. Dầu cho mình là xuất gia mà có đệ tử mình mà mình thương nhé, mình thương nó, mình dạy dỗ nó, nhưng mà luôn luôn chúng ta suy nghĩ rằng thế nào rồi mình cũng phải ra đi, mình cũng phải sanh ly tử biệt với người đệ tử học trò mình. Cho nên đừng có quyến luyến nữa. Ngay cả cái chùa mà mình thích nhất, hay là vật dùng xài mà chúng ta thường ngày chúng ta thích thú, vì chúng ta xài quen tay quen chân rồi, mến tay mến chân, nhưng chúng ta cũng phải suy nghĩ rằng ở đời này cái gì chúng ta cũng phải bỏ lại, chứ chúng ta không có mang theo được trong thế giới bên kia đâu. Chúng ta phải nhớ vậy. Còn cái điều cuối cùng á, là chúng ta phải thường xuyên quán xét rằng là ta có nghiệp là sở hữu, nghiệp là tài sản, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là chỗ y cứ. Ta phải thừa hưởng cái hậu quả của hành động việc thiện hay là ác mình đã làm. Suy xét về để chi? Để mỗi lần mà chúng ta khởi lên cái ý ác, muốn nói lên cái lời ác, muốn hành động ác, chúng ta phải suy nghĩ rằng bây giờ ta làm việc ác này rất có thể là chưa xảy ra cái quả cay đắng, nhưng mà chính cái sự hành động ác này, lời nói ác này, suy nghĩ ác này, trong tương lai nó chín mùi cái hậu quả, thì kiếp luân hồi chúng ta sanh ra, chúng ta chịu nhiều cái sự khổ đau. Bây giờ chúng ta chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ đó thưa quý vị. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh phàm phu sợ quả, chúng sanh sợ quả. Chúng sanh mà vô văn á, phàm phu,
Khi họ làm cái điều ác, họ không có sợ. Đến chừng họ sanh ra ở đời, họ bị thân tàn tật, đuôi điếc, hoặc là què quặt, hoặc ở trong gia đình cha mẹ bỏ rơi, bỏ ngoài đống rác, hay bỏ vô viện mồ côi, lúc bây giờ mình mới than thở. Có những người họ nói nghe hay lắm, họ nói không hiểu tại sao mà từ nhỏ lớn con làm thiện, không có làm ác, mà tại sao mà con bị khổ hoài. Lúc đó thì sư mới nói rằng là ở trong quá khứ quý vị làm việc ác, quý vị có biết hay không? Có biết đã làm việc ác gì chưa? Bây giờ cái điều khổ hiện tại không phải tự nhiên mà nó có, không phải thần linh thượng đế gì mà ghét bỏ quý vị mà cho giáng họa cho quý vị đâu, mà do cái nghiệp ở quá khứ mình đã làm. Bây giờ mình biết Phật pháp, mình hiền thiện vậy, nhưng mà cái nghiệp quá khứ mình đã làm mình đâu có biết được, thì do đó mình bị quá khổ. Còn có những chúng sinh ngay trong hiện tại, mặc dù họ đang làm ác đó, nhưng mà trong quá khứ có làm cái điều thiện, cho nên bây giờ họ được sung sướng, thì cái hạnh phúc đó không phải là họ là con cưng của thượng đế đâu. Chúng ta đừng có phân bì, mà chúng ta phải biết rằng trong quá khứ họ có làm điều thiện, cho nên bây giờ họ mới vậy. Có những người họ thấy cái người kia tại sao mà ăn ở bất nhân sắc đức mà cứ trúng số độc đắc hoài như vậy, 2-3 lần. Cái mình nói là tại trong đời quá khứ người ta có làm phước bố thí, cho nên bây giờ người ta được cái quả, có nhiều tiền của, có nhiều cơ hội phát sanh tài sản. Nhưng mà quý vị yên tâm, thì những người đó hiện tại đó, họ đang hưởng cái phước cũ thôi, chứ hiện tại họ đang làm ác, trong tương lai họ sẽ bị đau khổ. Còn bây giờ chúng ta hiện tại, chúng ta đang nước mắt đầy mặt, bởi vì do cái quả nghiệp ác ở trong quá khứ chúng ta làm, ráng chịu đi. Nhưng mà bây giờ hiện tại chúng ta chỉnh sửa cái nghiệp của chúng ta lại, thì trong tương lai chúng ta sẽ được hạnh phúc an lạc, như vậy thôi. Cho nên cái cách tu tập, quý vị nhớ một điều, 5 điều quán tưởng mà Đức Phật đã dạy ra, là chúng ta phải thường xuyên ghi nhớ trong lòng để chúng ta quán tưởng. Một là chúng ta quán tưởng sự già, quán tưởng sự bệnh, quán tưởng sự chết, quán tưởng cái sự sanh ly tử biệt với người thân người thương, quán tưởng về nhân quả nghiệp báo. Khi mà quý vị thường xuyên quán tưởng vậy thì quý vị sẽ chỉnh sửa được cái đời sống. Xin nói thiệt quý vị. Còn cái chuyện mà chúng ta tụng kinh mỗi ngày, cái đó là để sao? Là để tạo cho chúng ta có sự tinh tấn, hay là để chúng ta ôn kinh sách, ôn kinh điển lại, đừng để cho quên. Cho nên phải tụng đọc mỗi ngày, chứ không phải là tụng đọc như vậy gọi là tu đâu. Quý vị nhớ vậy. Tụng đọc nhưng mà sau khi mà hết cái thời kinh rồi, chúng ta ra ngoài, chúng ta vẫn sát sanh trộm cắp tà dâm, nói dối, nói đâm thọc, nói độc ác, nói vô ích, ý vẫn tham lam sân hận tà kiến, thì như vậy tụng kinh đâu có ích lợi gì. Nếu mà tụng kinh á, mà chúng ta hoàn toàn là xóa sạch ác nghiệp để mà đưa lại cái hệ sự hạnh phúc, thì như vậy thôi, khổ cần tu tập chi khổ, xuất gia làm chi cho khổ. Ở nhà cứ đe thỉnh kinh sách về rồi tụng hoài, nhưng mà không được. Chúng ta phải hành động, chúng ta phải hành động, nó mới đưa đến quả hành động. Cái khu vườn của chúng ta, bây giờ chúng ta ngồi đó, chúng ta tụng kinh mong làm sao mà trở thành một cái vườn cây chôm chôm hay vườn cây sầu riêng, để có trái mà ăn, để có kinh tế mà sống. Quý vị tụng suốt cuộc đời quý vị chưa có mọc nữa. Chúng ta muốn trồng phải không? Chúng ta muốn có cái vườn sầu riêng, vườn chôm chôm, thì chúng ta cứ việc dọn đất cho sạch sẽ, rồi đem cây giống về chúng ta đặt xuống, chúng ta tưới nước, bón phân, chăm sóc, thì 2-3 năm thì nó mới lên cây có trái cho chúng ta hưởng. Chúng ta tu tập quý vị muốn được hạnh phúc, muốn được an vui, muốn được cái quả thù thắng, thì chúng ta phải nên như thế. Thì hôm nay đó, xin đến đây để chia sẻ với quý vị một bài pháp. Xin nghĩ rằng cái bài pháp này đó, thì luôn cả các bậc xuất gia của chúng ta cũng đều thực hành theo lời Đức Phật dạy được trong tăng chi bộ. Mà những người tại gia cư sĩ chúng ta, quý vị, dầu cho chúng ta ở cái hệ phái nào, chúng ta cũng tu tập như vậy đi, thì như vậy chúng ta sẽ có cái sự an lành. Thì với phần phước do
Thuyết pháp ngày hôm nay sư xin hồi hướng đến cho cố sư bà Trung Liên. Mong cho sư bà tái tùy hỷ phước và tái sanh ở cảnh giới an lạc. Rồi sư cũng chi phước này đến tất cả các vị sư cô và các thiện nam tín nữ có mặt, mong cho tất cả được sự vui tiến hóa, tu hành tinh tấn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.